đã hơn 3 tháng kể từ khi hiện tượng cá chết xảy ra ở 4 tỉnh miền Trung. Người dân vẫn ngày ngày ra khơi đánh bắt hải sản, nhưng chính quyền địa phương chưa một lần xét nghiệm xem con cá, con mực người dân đánh bắt được có an toàn cho sử dụng hay không, để họ yên tâm đánh bắt, mua bán đúng với giá thị trường chứ không thể bán với giá rất rẻ như bây giờ. Trong một lần đi thăm ngư dân xã Quảng Ngạn, Thừa Thiên Huế, xem đời sống của họ bây giờ ra sao, dược sĩ Nguyễn Anh Tuấn biết được tâm tư nguyện vọng của bà con. Anh nảy ra ý định mua hải sản ở đây để đem ra Hà Nội xét nghiệm. Anh tâm sự. Trước hết thì phải nói là mục tiêu chuyến đi của tôi vào ngày 26 tháng 6 về một xã ven biển của tỉnh Thừa Thiên Huế, đó là xã Quảng Ngạn, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thì mục tiêu của tôi là tôi muốn đến để gặp bà con ngư dân địa phương để xem là đời sống của bà con ngư dân địa phương ra sao sau cái thảm họa cá chết dọc bờ biển miền Trung. Đấy, thì thời điểm đó thì chính phủ cũng chưa công bố bất cứ một cái thông tin gì như là thủ phạm là ai và coi như là những cái chất độc để gây ra cái thảm họa biển ấy là gì, các cái con cá đang bị nhiễm cái chất độc gì mà chết. Đấy. Tôi có nhìn tận mắt một cái tình huống mà khiến cho tôi cũng rất là sửng sốt, đó là có một bà mẹ là ở tại một cái nhà ở ngay ven biển, thì có một bà mẹ trẻ với hai đứa con tầm khoảng từ 6-7 tuổi là vừa kết thúc, vừa ăn xong một bữa cơm và họ ăn cá nục. Thì tôi có hỏi là tại sao chị lại quyết định ăn cá nục và cho các con mình ăn. Thì chị ấy trả lời là không thể cứ ăn gạo không được. Thì họ đánh liều họ ăn và thậm chí là cho cả trẻ con ăn. Đấy, thì tôi từ đó thì tôi nảy ra cái ý định là tôi sẽ mua cá nục tươi được đánh bắt tại địa phương để tôi mang về kiểm nghiệm xem chất lượng thế nào. Đây, trên tay tôi là cái kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia. Kết quả này là cho mẫu cá nục tươi mà tôi đã mang về, tôi đã bảo quản đông để mang về. Thì kết quả các cái chất độc như phenol, cyanua thì là không phát hiện, tức là quá thấp, tức là an toàn. Và các cái chỉ tiêu kim loại nặng như arsen, cadimi, trì, thủy ngân thì đều thấp hơn so với cái ngưỡng an toàn của cái tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam 2011. Thì có thể nói rằng là cái mẫu cá nục mà tôi đã lấy về và xét nghiệm là an toàn. Nhưng tuy nhiên nó chỉ có giá trị tham khảo, bởi vì sao? Nó không đủ để khẳng định được là toàn bộ cá nục được đánh bắt ở địa phương, ở cái vùng biển đó là an toàn. Nhưng nếu được một thông báo chính thức từ nhà nước thì người dân yên tâm sử dụng, người dân yên tâm đánh bắt để ổn định đời sống với nghề truyền thống của họ. Bởi suy cho cùng, người dân không phải là những người chỉ muốn ngồi không nhận tiền hỗ trợ. Người dân rất là mong muốn chính phủ để làm, để cho thí nghiệm, để cho việc độc hại nhiều hay là ít, hay là độc hại từ chỗ nào ra, để cho người dân đeo phần nồ, để cho người dân đi làm ăn. Mấy tháng đi là người dân là rất là ăn không ngồi rồi, không có chi, không có công ăn việc làm, thất nghiệp rất là nhiều. Còn với con mực thì sao? Nếu không an toàn như kết quả xét nghiệm này, thì người dân cũng cần lắm một lời cảnh báo từ nhà nước để bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tôi cũng xin nói luôn về kết quả kiểm nghiệm mẫu mực chết mà tôi đã mang về. Thì ở đây trong các cái chỉ số xét nghiệm tương tự như là mẫu cá nục thì có một chỉ số rất đáng chú ý, đó là hàm lượng phenol ở mẫu của con mực chết này là 27,4 mg trên kg. Và như tất cả mọi người đều biết thì phenol là một chất mà tuyệt đối không được có trong thực phẩm. Nên bản thân những chuyên gia ở Viện Kiểm nghiệm Vệ sinh An toàn Thực phẩm Quốc gia cũng khẳng định với tôi là như thế, tức là cái này nó không có chỉ tiêu an toàn. Và nhiễm như thế này là nhiễm độc ở mức cao. Đấy, và có thể tạm khẳng định rằng là cái con mực này nó đã chết vì nhiễm độc phenol. Đấy. Chuyện không khó làm, nhưng người dân thắc mắc không biết vì sao nhà nước không làm. Đó là cách hỗ trợ ngư dân hữu hiệu nhất, trao cho họ chiếc cần câu để họ tự tìm con cá. Với những ngư dân thật thà chất phác, họ chẳng mong nhà nước hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp hay cho đi xuất khẩu lao động. Họ chỉ muốn sinh sống, làm ăn trên vùng biển trong xanh ngàn năm sóng vỗ.